Xin chào quý vị khán giả và xin chào tất cả bạn, mình lại trở lại sau cái bài 4 này. Thì chúng ta lại hôm trước thì chúng ta từ bài tổng quát xong chúng ta quay đến cái gọi là phần yếu tố trò chơi Wi-Fi, chế độ trò chơi. Chúng ta lại quay lại bắt đầu. Thì cái bắt đầu này thì để cho bạn hiểu một tí đã, xong bạn quay bắt đầu và bây giờ chế độ trò chơi thì rõ ràng là cái phần này thì hôm nọ mình đã nói cho bạn phải hai. Các bạn đọc lại. Nó có chế độ solo là chơi mình, chế độ marathon là chạy việt dã đấy, và chế độ nền tảng thì đang phát triển. Thì thưa các bạn, những cái này bạn đọc các bạn sẽ hiểu và bắt đầu. Những cái này mới là những cái rất quan trọng khi các bạn đã vào trò chơi. Cái giày thể thao NFT là cái yếu tố rất quan trọng. Cái thuộc tính giày thể thao ấy thì các bạn phải thật hiểu rõ nó, để mỗi lần các bạn đưa những cái boy, cái điểm các bạn vào đấy nó sẽ không bị lãng phí, và các bạn đúng mục đích của các bạn. Bạn nào thích để mà ra rất nhiều những cái hộp để các bạn mở ăn may mắn thì các bạn phải đưa vào cái nào đó là thì nó tốt nhất và đưa vào. Thì cái này ấy, thì giờ phút này ấy, tại vì ở trong cái gọi là ở trong cái app ấy, đây ví dụ mình cho các bạn này, thì thưa các bạn nó lại là tiếng Anh đúng không các bạn? Đấy, thì bây giờ ấy, thì làm sao để mà mình hiểu được. Đấy, thì thưa bạn, đây đây là một cái bảng có thể nói là rất là tốt đấy, để các bạn hiểu được đúng không, các thuộc tính của nó. Thì bạn nhìn đây, để khe khe ép ngọc này, đây cái này là nó phải như thế nào. Cái phần này độ hiếm này, đấy. Cái độ hiếm này thực ra là loại giày, cái loại giày nó cũng là mấy loại giày nó toàn tiếng Anh này các bạn ạ. Common này, uncommon này, race, epic này, Legendary này. Đấy chẳng hạn đấy. Cái độ mềm này là bình thường này, không bình thường này, nói chung đại khái là hiếm này, vân 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 thôi. Đấy thì các bạn sẽ hiểu, và giá nó đắt lên đến từ từ phía này lên này. Đấy. Độ bền của giày này thì nó là độ hao mòn của giày ấy thì nó là mức độ 100 trên 100 là tốt nhất, thì bị 80, nhưng mà khi các bạn chơi thì đến phần 60 ấy. Tại sao đến phần 60 là chúng ta lại phải sửa giày rồi? Đây nó ghi chữ repair này. Repair từ tiếng Anh nó dịch ra tiếng Việt là sửa chữa. Đấy thì còn những cái mức độ này ở trong các bạn nhìn những cái thông số này ấy, thì các bạn thấy rằng là nó có cái phần này efficiency này, cái ảnh hưởng mức độ, có nghĩa là kiếm kiếm phần thưởng GST, có nghĩa là cái này nếu mà dịch ra tiếng Việt nó chính xác nó là gì ạ, hiệu năng đấy, dạng thế, hiệu năng để mà kiếm cái GST này. Đấy, còn phần luck thì các bạn biết rằng là lucky ấy thì là may mắn đấy, thì độ may mắn nhận được vật phẩm đi bộ, như ví dụ là khi đi bộ như là những cái này này, ví dụ những cái độ những cái viên ngọc này vân vân này, nói chung là ở trong cái rương này chẳng hạn này. Đấy, độ, với comfort này chẳng hạn, hỗ trợ kiếm GMT, nói chung là cái này thì đến phần thứ level 30 thì nó quan trọng. Đấy. Đấy, ví dụ độ tiêu hao chi phí sửa chữa khôi phục độ bền thì cái này quan trọng này, cái này quan trọng, cái này phải tương đương cái này để làm sao nó hài hòa để các bạn sửa chữa nó tốt. Đấy, đây là một cái bức ảnh này thì mình đưa cho các bạn làm rõ được nó như thế nào. Đấy thì tạm thời ví dụ nha, để mình cho các bạn khoảng tầm như nào bây giờ nhỉ, thì nó hợp lý hơn nhỉ, ví dụ như nào thì hợp lý hơn nhỉ. Đây đại khái là tắt đi một tí nhỉ, đây. Đấy, thì cho bạn khoảng tầm mấy phút để các bạn chụp ảnh lại nhé. Bạn nhìn cái này. Đấy, thì ok, thì bây giờ chúng ta lại bật lên lại này. Ok, và đại khái là như thế nhá. Thì bây giờ đấy. Thì cái bài này thì nó là giới thiệu về, thật ra là về những cái đấy. Đấy, thì bắt đầu mình cũng đọc lý thuyết đi các bạn đấy. Thì bắt đầu đây. Thuộc tính giày thể thao. Một, hiệu quả thu nhập GST. Đấy là cái hiệu quả đấy. Chế độ solo và chế độ marathon. Chế độ solo hiệu quả đóng một phần trong thu nhập GST, có thuộc tính hiệu quả cao sẽ dẫn đến thu nhập GST tốt hơn trên mỗi năng lượng chi tiêu. Trong chế độ marathon hiệu suất cao hơn dẫn đến tích lũy điểm bảng xếp hạng mạnh hơn. Đấy. Hai, may mắn. Cái này thì các bạn nhớ rằng là nó chính là cái này nhá, cái thuộc tính để mà các bạn làm rõ nhá. Nó chính là cái này này. Người ta đang nói về cái này. Vừa xong là người ta nói về cái này nhá. Cái một, cái thứ hai người ta nói về cái này. Đây, bây giờ cái này là người ta nói về cái này. May mắn. May mắn hộp bí ẩn là chế độ solo cho thuê giày thể thao sắp ra mắt. May mắn xác định tần suất và chất lượng của việc rơi hộp bí ẩn.
người dùng có thể nhận được MyStay Box rơi khi giày thể thao của họ được thuê. Đấy, các bạn thấy không? Ok, cái này là may mắn, nói chung là cái hộp bí ẩn mình nói rồi đấy. Thì cái thứ ba, nói lại cái ba đây, thì người ta nói về cái thứ ba là cái Comfort này. Đấy, Comfort hỗ trợ kiếm GMT. GMT là cái đồng tiền GMT ấy các bạn. Các bạn sẽ hiểu khi tâm. Nhưng cái này phải ở level 30, như bình thường các bạn mình chơi bây giờ với level 10 chẳng hạn. Còn thấp lắm các bạn. Ok thế nhá. Đấy thì bạn này. Cái này thì hiện tại bây giờ đặt cọc này quản trị đang phát triển, giá trị for đã được làm đặt, hiện đang được phát triển. Còn cái 4 thì vừa xong. Đây cái 4 đây, thưa các bạn. Rest. Đây. Độ tiêu hao chi phí sửa chữa, khôi phục độ bền của độ bền này chính là độ bền của đôi giày này. Đây, cái này này nó liên quan với cái này. Các bạn nhớ nhá. Đấy. Và sửa chữa nó ở đây. Đấy thì tóm lại đây. Slacker có đẳng cấp hoặc chất lượng càng cao thì chi phí sửa chữa càng cao, độ bền là sức chịu đựng của slacker. Khi người dùng di chuyển, độ bền sẽ giảm, giày thao sẽ bị phạt mòn ở hai điểm tiếp xúc độ bền. Ở độ bền 50/100, hiệu suất giày thể thao xuống còn 90%. Thế cho nên tại sao mình nói đến 60% là các bạn phải sửa rồi, các bạn thấy không? Độ bền thứ hai là mức 20/100, hiệu suất giày thể thao giảm xuống 10%. Có nghĩa là cái mức độ hiệu suất này là chính là cái này này. Hiệu quả của cái hiệu suất thu nhập này. Đâu đâu nhá. Thu nhập GST đấy, thu nhập tiền để về các bạn kiếm đấy. Các bạn nhớ là từ đây này chứ không phải ở cái này đâu nhá. Đấy, và nó chính là ở trong cái thực tế nó ở đây này. Đây. Đấy. Và nó chính là kiếm tiền các bạn bị giảm. Đúng. Ví dụ bình thường các bạn kiếm 10 đồng thì các bạn bị giảm bây giờ. Ví dụ các bạn mà để cái độ bền các bạn không sửa chữa thì các bạn bị thế. Ok, xong. Trong chế độ marathon thì thôi, cái này đáng nghĩa là chưa có nhưng thôi. Trong chế độ marathon, khả năng phục hồi sẽ cho phép người dùng kiếm được nhiều điểm hơn. Vì giày thao của họ sẽ ở trên mức hình phạt mòn lâu hơn. Người dùng sẽ có thể ghi có nghĩa là kiếm tiền đấy, là GST và GMT để đạt được điểm thuộc tính. Tại sao mình cứ nói mãi xong giờ phút này bắt đầu mình mới cho các bạn xem giá của nó. Đấy, nó là gì? Đây thì các bạn vào CoinMarket, nếu các bạn có mua bán coin như bọn mình có cái đấy kia thì đây mình đã đây, nó chính là đồng này thưa các bạn. Bây giờ nó là 4.79 Green Satoshi Token. Hiện tại giá nó nha, hiện tại mình đang làm lúc này là đồng giá. Và thứ hai nữa là GMT của nó thì hơn 2 đồng. Đây, GMT đây. Step End đây. Cái này, token này. Nhưng chúng ta gọi tạm là 2 đồng 26 các bạn nhớ nha. 2 đồng 26. Đấy, có những lúc nó lên đến 3 đồng các bạn. Đấy, để cho các bạn biết là bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Đấy. Không nhiều lúc các bạn cứ ngồi mãi thì bạn lại khực lại thì chính là cái khả năng kiếm tiền đấy, những cái độ bền lại khả năng là kiếm như này đấy. Và những người bỏ ra 30 triệu đầu tiên sẽ hiện tại đang kiếm được khoảng như mình đấy. Đấy các bạn, các loại giày thể thao, thực ra các giày thể thao này rất là quan trọng cho các bạn và khả năng của mỗi con người của chúng ta, và mong rằng các bạn đừng cheat, có nghĩa là các bạn đừng là ăn gian nói dối, ăn gian nói dối rồi mai sau cũng biết nó chứ kiểu gì. Các bạn phải thấy rằng những béo như Dương Béo này này thì Dương Béo đi bộ, Dương Béo chọn là người đi bộ. Nhưng cái này sẽ đắt nhất và thu nhập ít nhất là chỉ có 4 GST trên 1 năng lượng thôi. Mặc dù là lúc đầu chỉ có được 2 năng lượng. Tức là một ngày mình sẽ kiếm được bao nhiêu tùy mức độ level nữa cơ. Thôi ok không sao, thì mình sẽ có tối ưu nào làm sao để mình kiếm tốt nhất. Thì các bạn cứ kiếm được 8, các bạn trừ đi 1 để mà các bạn độ bền đấy. Các bạn gọi là sửa chữa độ bền. Thì các bạn sẽ còn 7. 7 x 4 GST bây giờ đấy, thì bạn làm phép tính. Thì mình làm luôn phép tính cho các bạn để các bạn thấy luôn chứ không phải là đây, đây là một phép tính. Phép tính này chỉ cho các bạn thấy rõ hơn chứ không phải là để cho các bạn trong lý thuyết này luôn nhé. Chưa nói phải chỉnh cấu hình, chưa nói là các bạn phải tài năng gì cả, đúng không? Bây giờ trung bình là 1. Đây người ta nói luôn nhé, không phải mình nói nhé các bạn. Đây, cơ bản trở lại tốc độ tối ưu là 4 GST trên 1 năng lượng và trung bình 1 common, có nghĩa là một cái giày bình thường ấy, các bạn chưa chỉnh sửa thì các bạn sẽ kiếm được 4 GST trên 1 năng lượng. Và bình thường 1 common là các bạn có 2 năng lượng. Đấy, thì 2 năng lượng các bạn ngày các bạn tiêu 2 năng lượng các bạn được 8 GST đây, 8 GST. Các bạn trừ đi 1 GST là để mà bảo dưỡng giày.
là mình nói mình cho cực đắt đấy, và các bạn nhân với cái giá vừa xong mình cho các bạn xem đây cái giá của GST. Có sách máy có trứng không các bạn lại bảo 4 đô 8 đi 8 này. Đây là 4 đô, mình nói là 4 đô 8 nha. Nhưng mà đây là 4 đô 8 này không phải đô la đâu nhé các bạn nhé. 4 đô 8 này là 8 USDT, nó có đôi khi đắt hơn này. Nhân này 4.8 33.6 33.6 nhân hiện tại giá GST à, giá 23.8 nhân với giá của này bao nhiêu? 799.000. Đấy, các bạn thấy không? 799.000. Các bạn thu nhập ra 799. Ok, đấy là mình cho các bạn xem là như vậy, đó sự thực như vậy. Để các bạn thấy rằng đấy, có nghĩa là người đi bộ, cái người chạy bộ thì đôi giày chạy bộ thường lại rẻ hơn. Nó sẽ ghi là runner đấy. Người đi bộ sẽ walking. Đấy, đôi giày, mình cho lấy một ví dụ cụ thể, đôi giày này xem là đôi giày gì nha. Đôi giày của nó là jogger. Đấy là jogger này nó là dạng đi bộ nhanh hơn một tí. Các bạn nhớ người đi bộ nhanh hơn một tí, còn đi bộ là thong thả lại đi từ 1 đến 6 km/h. Còn jogger này nó khoảng từ 1 đến 9 km/h ví dụ thế. Đấy các bạn nhớ đấy. Thì đôi giày này cũng thế thôi. Đấy chẳng hạn đấy. Thì ví dụ đôi giày khác nó ghi là walker này. À, đôi giày chạy nó ghi runner này bằng tiếng Anh. Đấy ví dụ thế. Ok, thì là người chạy bộ này. Đấy thì nó khoảng 5. Thế á quân. Đấy 6 huấn luyện viên. Đấy, ví dụ nó chia là như vậy. Đấy. Nhưng mà thực ra trong này mình cho các bạn xem cái gì nhá, xem cái mình không dịch nữa. Thì để cho các bạn nhìn cái đấy rõ hơn. Đấy, bằng tiếng Anh ấy, tại vì nó là tiếng Anh mà. Đây. Đây, Slacker này, cho các bạn xem này. Nó sẽ là Walker này. Nó dịch ra này. Đây, Walker này. Thì jogger này, rồi runner này, rồi trainer này. Đấy. Thì tương xứng tại vì cái này mình muốn các bạn biết bằng tiếng Anh nó hay hơn. Tại vì nó ở trong này nó sẽ là như này. Nhưng mà khi mà mình dịch ra tiếng Việt thì nó lại sẽ là người đi bộ này. Đấy, nó sẽ là người đi bộ. Nó walker. Jogger thì ở đây nó dịch thành, các bạn thấy nó dịch thành là người chạy bộ. Không phải. Gọi đấy là đi người đi bộ chuyên nghiệp, chứ không phải là người chạy bộ. Đấy. À, người đi bộ chuyên nghiệp khác nhá. Người đi bộ này là dạng kiểu thong dong, kiểu dạng những người đi làm bình thường cũng là người đi bộ, mình đi bộ. Thì còn người đi bộ này là dạng thể thao đi bộ chuyên nghiệp. Đó, nếu mà dịch ra nó phải đúng nghĩa là như vậy các bạn. Đây này, jogger nó phải như vậy. Để hiểu, runner mới là người chạy, runner mới là ông chạy. Những người chạy. Còn trainer ok à, giáo viên là huấn luyện viên, vân vân, ok cũng được. Đấy. Đôi khi cái trainer này là một người chuyên nghiệp, các bạn nhớ mà, một người thể thao chuyên nghiệp cũng được. Đấy. Tóm lại là nó là chia ra những mức độ, thì thằng này là rẻ nhất này. Giày riết chẳng hạn này, cái thằng này đắt nhất này. Mặc dù cái thu nhập cao hơn nhưng cái này các bạn phải bỏ ra năng lượng nhiều hơn và các bạn phải nghiêm túc hơn. Có nghĩa là các bạn phải chạy với tốc độ trên bao nhiêu km/h. Ví dụ ở đây nó ghi cho các bạn đây. Optimize speed. Đấy thì lại km/h. Đấy, nó không phải tự nhiên đây clay 1/6 km/h mà thông dòng được. Thế người đi bộ chuyên nghiệp là gì, là 4 đến 10 km/h, đúng không? Thế thằng người chạy bộ là phải chạy từ 8 đến 20 km/h, cũng nghĩa là bạn phải hoạt động hết hiệu suất. Đấy thì bạn kiếm được. Thế còn một cái thì loại lần 20 cơ. Ok, thằng này đắt nhất này, mình xin lỗi các bạn, thằng này đắt nhất trong đến thằng này. Giày là giá giày đâu ngoài đắt nhất trong đấy đông này, trong đấy đông này, trong đấy đông này. Để tùy vào cái khả năng của các bạn, mình thì chọn mình là người đi bộ. Đấy, các bạn nhớ mình là người đi bộ. Ok thì các bạn hiểu rồi. Thế để các bạn nhìn lại tiếng Anh thì các bạn về sau này bạn làm quen trong phần mềm thì các bạn thấy nó chuẩn hơn. Và đây nó cũng có hình ảnh luôn để các bạn thấy rằng đấy, ví dụ thế. Đây. Sẽ ghi ở trên này này, đây. Jogger. Ok, tiếp tục.
Lợi tức GST cơ sở của người dùng không cố định và một yếu tố có thể khiến nó biến động. Đấy, các bạn nhớ này. Hiệu quả của thể thao độ bền thấp ảnh hưởng hiệu quả. Cái này thì các bạn biết rồi đấy. Đấy, các bạn không sửa chữa nó dưới 60% là các bạn bắt đầu 60% là các bạn sửa chữa rồi. Vì nó có hai mức 50% trên 100 và 20% và 20% trên 100, các bạn sẽ mất tiền, mất hiệu quả từ thu nhập và tiền sẽ giảm. Tín hiệu GPS thì rất quan trọng, mình đã nói các bạn, tín hiệu GPS là định vị vệ tinh phải thật sự là luôn luôn ổn định và kiểm tra. Các bạn sẽ có thể tìm kiếm những phần mềm kiểm tra, ví dụ như là GPS Checker chẳng hạn, ở trên App Store vân vân, hay là trên Android Store. Đấy, cường độ và ổn định của tín hiệu dữ liệu di động, cái này cũng rất quan trọng. Ngày xưa ấy, mình hay dùng điện thoại của mình để mà ra ngoài là mình bắt đầu mình dùng 4G, nhưng giờ phút này không. Các bạn hãy cho nó một gói 4G của nó đi, gói 100.000 một tháng đi chẳng hạn. Và các bạn chỉ ở nhà dùng Wi-Fi hay đến đâu. Và các bạn phải kiểm tra pin mình. À, ví dụ mình cho bạn xem phải kiểm tra pin này. Pin phải là ổn định như này. Có thể không? Lúc nào để 100%. Wi-Fi 4G là lúc nào luôn bật. Đấy. Đấy thế. Nếu tín hiệu dữ liệu bị sai lệch, điều đó cũng có thể làm giảm thu nhập. Tại vì cái tín hiệu bị sai lệch di động này này, nó vì sao? Để nó cân bằng giữa cái GPS, cái tín hiệu GPS và cái bản thân cái GPS nó cũng có một cái nữa là liên quan đến vấn đề tín hiệu di động. Đấy, các bạn nhớ tín hiệu di động ấy. Và thứ hai là cái phần mềm Google Maps, hôm qua mình đã nói với các bạn ở Google Maps, ấy, ở trong tín hiệu di động nó sẽ biết chính xác bạn đâu và bạn di chuyển như nào, bạn có lừa nó hay không, vân vân vân. Đó là cái nó trong và ngẫu nhiên hóa. Tóm lại là ok. Thông tin về tỷ giá trả hàng GMT sẽ được cung cấp cho các bạn cập nhật trong tương lai. Chất lượng giày thể thao. Đấy, cái này thì mình lại phải cho các bạn xem tiếng Anh đã để các bạn hiểu được này, chất lượng này. Nó sẽ chia ra rất là ba loại này: common này, uncommon này, race, race và epic và legendary. Thì ở đây nó dịch ra như sau: phổ thông này, không phổ biến, hiếm, sử thi và huyền thoại. Ok, được. Nói chung là tăng mức độ gọi là phổ thông thì không phổ thông là hiếm này. Đại khái thế, có nghĩa là hiếm, cái mức độ sử thi này cũng nghĩa là có lịch sử gọi là tốt, cũng nghĩa là gì nhỉ, chuyên nghiệp hóa tốt ấy, chẳng hạn huyền thoại. Đấy, thì ở đây nó dịch ra như vậy, thì mình nói chung cứ epic về sau là mình nên common này, uncommon này, chẳng hạn thế, hay là epic này thì thôi các bạn. Thì min thì những cái này rồi, có 5 phẩm chất của Striker. Khi một giày thao được đúc, giá trị của mỗi thuộc tính sẽ được ngẫu nhiên trong thời gian tối thiểu và tối đa giá trị theo chất lượng Striker. Do đó, ngay cả khi những đôi giày thể thao có cùng chất lượng cũng có thể có sự phân bổ thuộc tính rất khác nhau. Đấy. Cái đúc này thì các bạn nên biết sao cũng được. Đấy, phổ thông thì có 1 này, tối đa thuộc tính là 10. Đấy. Không phổ biến là số 8, là 18 thôi. Có nghĩa là các bạn nên nhớ rằng là khi các bạn đặt ở trong cái gì nhỉ? À, trong cái đôi giày của các bạn, các bạn hãy đọc kỹ này, ví dụ cái này này. Level thì các bạn lên 10 là tốt nhất. Nếu các bạn chỉ là common, đừng lên hơn nữa, nó cũng chả giải quyết vấn đề gì. Các bạn tốn, nói chung là người ta gọi là tốn gì các bạn biết không? Tốn tiền, phí mà cả nó cũng chả thu nhập lại tốt được. Em phải nói rõ đây. Đấy, biết thế. Thế không phổ biến là 18 này ạ. Đấy, nó khoảng 19 là đẹp. Đấy, người ta nó có cái mức tính. Thì cái tính này nó cũng dễ lắm các bạn ạ. Nó có một cái bảng tính này, mai sau này nhưng mình cứ giới thiệu trước. Nó có những cái bảng tính riêng biệt. Ví dụ này, step guide này, này. Nó tính hết cho các bạn. Đấy, các bạn hiểu, các bạn dịch ra tiếng Việt này các bạn cũng thế thôi. À, tự nhiên hiểu hết, không có gì cả. Ok, cái này về sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thế nào. Thế thôi. Đấy đấy, cái mức độ nó để mà các bạn này làm thế nào nó tốt nhất ấy, để các bạn kiếm ra tiền này, các bạn. Đấy, thực ra nó rất hay, nó nói gì đấy, ví dụ thế này, mặc này. Đấy thế thôi. Thì làm sao các bạn, ví dụ min của nó đã là 50 của đôi này kinh. Đấy, có 112 mà các bạn kiếm tiền thì nó như nào. Đấy, ví dụ thế. Ok. Cấp độ giày thể thao. Người dùng có thể nâng cấp giày thể thao của mình bằng cách đổi GST. Có nghĩa bạn kiếm ra GST rồi, các bạn lại phải đốt GST. Đốt chứ mà được. Đấy.
Mỗi lần nâng cấp cần một thời gian nhất định, ví dụ mà 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng, vân vân vân, nó có quy định và các bạn sẽ lúc ấy các bạn nhìn thấy. Điều này sẽ tăng lên cùng với lượng GST yêu cầu theo cấp độ Slacker. Quá trình này có thể được tăng tốc bằng cách sử dụng nhiều GST nữa, gọi là Boost. Đấy các bạn. Ví dụ các bạn muốn nhiều hơn thì trả nhiều hơn thôi. Ngoài ra GMT cũng sẽ được yêu cầu để nâng cấp một Slacker lên cấp 29 và 30. Khi lên cấp, người dùng sẽ đạt được 4 đến 12 điểm. Đấy. Thêm 4 đến 12 điểm thuộc tính để chỉ định tùy theo chất lượng sơ cơ của họ. Đấy, thì các bạn đây, cái đi cái này. Phổ thông là 4 này. Không phổ biến là 6, hiếm là số 8, sử thi là 10, huyền thoại là 12. Cái này là chính là cái này này. Thì mình chỉ cho các bạn luôn để mai sau các bạn đỡ phải biết nó cái point này. Đây, đó này này. Cái này rất quan trọng nhé, để mình cho vào, mình nâng cấp vào những cái này này. Bây giờ mà kiếm tiền thì chỉ có nâng cấp vào này. Con này thì siêu đắt rồi, đừng nói. Đấy, cứ vào đây và cho một phần ở đây, chia ra mình chia ra là 1/3 rồi đi, hoặc là chưa đến 1/3, còn tầm 4 đẹp hơn để quanh quẩn hợp lý. Còn cái này không quan tâm, tại vì còn ai mà thích, người ta có nhiều tiền người ta thích ra lắc để ta đập thì đấy quyền người ta. Các đặc quyền bổ sung sẽ được mở khóa khi đạt đến các mức độ nhất định, như cấp độ 5 là mở khóa shock 1, đây nó là shock 1 đấy các bạn. Đây, đây là sau một này. Mỗi một sau một một màu mè này, nó tương ứng các bạn thấy một vòng vòng màu đấy không? Nó tương ứng ở dưới này này. Cái này là vào cái hiệu năng này. Đấy, cái phần thưởng hiệu năng kiếm tiền này. Đây, cái thằng thứ hai là này, ví dụ phần 10 ví dụ ngọc này là lucky này, lucky chắc cũng comfort này chẳng hạn này, chắc không thiết. Còn thằng này cũng quan trọng này. Độ bền. Đấy, màu này. Bạn cho ngọc vào đây này thì nó vào để độ bền. Ngọc đây là hiệu năng kiếm tiền, hai này rất quan trọng. Lắc lại ok thế thôi. Ví dụ thế những lúc bước ban đầu nếu các bạn có cấp 5 đấy, mở khóa đúc đầy là min đấy. Cái này nó là về sau này các bạn sẽ biết này, nó là min này, nó chính là cái min này. Đấy, min đúc dày. Ok, về sau các bạn sẽ biết đấy. Nó sẽ có những cái bài nói chuyện về chuyện đó. Cấp độ 10 thì có chức năng cho thuê giày thể thao. Đấy, cấp độ 10 mở khóa Soccer 2, cấp độ 15 mình mở khóa Soccer 3, cấp độ 20 mở khóa Soccer 4, cấp độ 30 mở khóa kiếm tiền GMT. Đấy chẳng hạn thế. Mỗi một cấp độ thì nó có một cái. Đấy các bạn hình dung thế nhá. Đấy. Ui, qua 30 lại phải con nào. Nên 30 chứ lên nó phí đấy. Đấy. Còn cái tùy chỉnh giày thao đang phát triển nhá, cấp độ ông người dùng tùy chọn GMT, NFT để tùy thuộc giày thao. Cái này thì không. Ở cấp độ tối đa, người dùng cần chọn giữa việc kiếm tiền GST có cấp độ 30 và GMT cho phép chuyển đổi giữa thu nhập của hai cái này, nhưng sẽ phải chịu thời gian hồi chiều. Thì hôm đấy thì thưa các bạn, mình đã giới thiệu các bạn một phần, thì để các bạn quen mắt nữa thì mình sẽ đưa các bạn nhìn cái tiếng Anh. Tại vì những về sau này các bạn sẽ quen như cái này này. Cái loại thể loại giày là Walker, Jogger và Runner và Trainer. Các bạn nó sẽ hiện lên ở cái phần nào, nó hiện lên là chính ở cái phần này này. Thì các bạn nó hiện lên ở cái phần đây ở chỗ này thì các bạn biết, và các bạn mua là mua cái gì, mua cái này để làm gì, để cho các bạn đúng với cái giá trị bản thân của các bạn làm được, chứ các bạn đừng cố gắng, các bạn chẳng may bạn mua Runner này các bạn không chạy được, các bạn phải chạy từ tốc độ của các bạn là 8 đến 20 km/h thì thôi chắc mình nghĩ các bạn tòi luôn toàn. Đấy, nhớ điều nhá, hoặc mùa này mà tổng đắt hơn tí ok do cỡ thế thôi, có phải lúc nào bạn đi 4 km/h đâu đúng không? Đấy, từ 1 đến 6 km/h ok thế thôi. Đại khái thì mình thì đi trong phạm vi từ 3 đến 4 km/h là đẹp đấy. Còn ở sau này lại thế, cái đôi giày các bạn nó sẽ là như này, common, uncommon, race, epic đấy, các bạn cố gắng nhớ này. Còn nó dịch ra là kệ nó đi ha, mức độ nó sẽ lên level 30, và thường thì chúng ta sẽ ở mức độ 5 và lên level 10 lúc ban đầu, và sau đó thì sẽ có những bài chỉ tiếp cho các bạn. Thôi thì mình là Dương ở kênh Dương Béo, thì xin chào tạm biệt các bạn và liên hệ ngay với mình nếu các bạn cần. Và email nhé, email của mình đây, Dương Béo TV. Sau này nếu mà đông đông thì mình sẽ tạo ra một cái nhóm. Thế thôi. Rồi các cái liên lạc về mọi thứ thì mình sẽ tính sau. Khi các bạn cứ liên lạc email mình thấy ok ổn thì bắt đầu mình sẽ liên lạc với các bạn.
và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, và có rất nhiều thứ mình sẽ mang đến cho các bạn. Nói chung là cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nói chung là các bạn thấy hay thì các bạn like và share. Tốt nhất là các bạn nên đọc, các bạn vào các bạn đọc. Còn để mình nói chuyện đây là mình cũng đọc để nói cho các bạn thôi, cho các bạn lười đọc. Thì rồi các bạn sẽ thấy được và thấm nhuần, và khi các bạn chơi thì các bạn sẽ có kinh nghiệm. Bye bye và hẹn gặp lại.